À, chùa chúng ta trong dịp hè này tuần thứ bảy nào Nhân Đức cũng kêu các cô nấu ăn này kia, giống như lúc trước chúng ta một tháng chờ Nhân Đức mới có một tuần sinh hoạt đại chúng nấu ăn cho các cháu lớp đạo làm con. Nhưng trong dịp hè Nhân Đức thấy các cháu nghỉ hè bây giờ càng ngày càng thấy thời gian ít quá. Nghe nói nghỉ có tuần hai tuần gì cái là có nhiều cháu về đi học thêm. Nên từ nơi đó mà Nhân Đức sắp xếp cho các cháu được mỗi tuần thứ bảy, những cháu ở đây và những cháu ở nhà được đến đây có buổi sinh hoạt đại chúng, rồi có miếng đồ ăn. Nhưng Đức thấy tất cả các cháu có phước rất là lớn. Còn nhỏ mình được đến ngôi Tam Bảo à. Có nhiều cháu ngồi ở đây ở miền ngoài Hà Nội rồi có phương xa được đến đây. Cái nhân duyên mà ông bà cha mẹ mà gieo cho các cháu gì ảnh hưởng cả đời. Ảnh hưởng cả đời. Chúng ta thấy bây giờ có nhiều người người ta cũng có học vị lắm chứ, nhưng mà tại sao có khi người ta cũng đi chích xì ke ma tí. Nên Nhân Đức nói rằng là cái mà tiếp nhận giáo dục cực kỳ quan trọng luôn là giáo dục nhân cách làm người. Cái này quan trọng lắm, rất là quan trọng luôn. Và dạy cho các cháu tự nhiên sau này lớn lên mỗi một cái việc làm các cháu nó đều có một cái trách nhiệm. Con người mình mà khi mà có một cái trách nhiệm thì tự nhiên ta tin tưởng mình dữ lắm. Mình làm gì mà có trách nhiệm là ta tin tưởng mình. Thí dụ như từ khi mà Nhân Đức mở cái lớp đạo làm con tới bây giờ không có gián đoạn nghỉ. Đó là sự tin tưởng á. Chứ không phải rằng là tổ chức rình rang lên nổi lên cái nghỉ, không có. Mà nó cứ bình bình chung chung làm hoài. Như ngày Chủ nhật cộng tu chùa mình thấy không, suốt 8-9 năm chờ đều rang. Không có một cái từng Chủ nhật nào mà những đứa không lên tu chung và giảng pháp 9 năm như một ngày. Lớp đạo làm con 6-7 năm đều rang luôn, cứ chung chung vậy hoài. Mà nó tăng lên từ từ tăng lên. Bây giờ khắp nơi người ta cũng biết, lớp người là ở đây, lớp người trên mạng người ta coi trực tiếp, thấy không? Nên Nhân Đức nói rằng là dạy các cháu có một trách nhiệm nó cực kỳ quan trọng. Và còn nhỏ mà tập được cái việc nói thật, đừng có nói người nhỏ gì, người lớn mình muốn thành công sự nghiệp trong cuộc đời mà nói giả dối, đố mà thành công được. Mình để ý ngoài đời đi, khi người ta mở một cái gì ra cái là người ta muốn phô trương vì quảng cáo. Ta quảng cáo quá trời quảng cáo luôn, nhưng mà khai trương tuần hai tuần thì mặt hàng ngon lắm, đặc biệt lắm, cái gì cũng chất lượng hết á. Nhưng mà càng về sau thì càng cắt xén bớt lại. Cái đó là giả dối. Nên sự thành công của họ chỉ là chớp nháy, cũng như là hoa nở dội tàn, vì giả dối mà, đâu có chân thật đâu. Nên tập cho các cháu phải chân thật. Chữ tín nó quan trọng. Cái chữ tín nó cực kỳ quan trọng luôn. Nhân Đức thấy rằng Nhân Đức có trình độ gì đâu các con, mà người ta tìm đến Nhân Đức là ngay chỗ người ta tin mà ra. Thí dụ như lễ Bồ Tát Quán Thế Âm 4 ngày đi, mình có la le lử mình cũng lên mình la. Nên người ta tin cái chỗ là mình làm thiệt, chân thật mình làm nên ta tin. Thí dụ như các con hẹn cái gì với ai đi, mà đã là hẹn thì nhất định phải đến. Từ khi là bây giờ đường xá kẹt xe đồ này kia, mình phải chuẩn bị trước thời gian để con người mình trở thành có cái chữ tín việc nhỏ. Cái lòng tin á, từ cái việc nhỏ mà gây dựng. Còn con người mất lòng tin là mình chịu thua đi, trong cuộc đời này mình chịu thua. Nó nói một lần thắc tín vạn lần thắc tin. Nên Nhân Đức thường nhắc các cháu mà cái đoạn mà ngắn nhất mà mỗi thời tu đều nhắc các cháu, thấy không?
Những đức tin là các con ở đây từng là một ngày nghe được 3 lần, thì một tuần lễ các con nghe được nhiều lần đó, thấy chưa? Cấm 3 cái gốc. Đầu tiên là gì? Nói thật, không nói lời giả dối. Nên những đức nói rằng các cháu nhỏ đây, mà cháu nào nói lời giả dối với cha mẹ mà đi đến đây tu một tuần, mà khi cha mẹ đến rước á, tại ngôi Tam Bảo này luôn, các con chắp tay lên với cha mẹ nói rằng: mẹ cha ơi, con á, vô đây nghe thầy dạy con hiểu rồi. Con đã từng nói lời giả dối với cha mẹ, hôm nay con xin sám hối với cha mẹ. Trước ngôi Tam Bảo con hứa với cha mẹ, từ hôm nay con nói thật lòng con. Những cái gì con xin được thì cho không cho thôi, con không dám nói lời giả dối. Có lần mẹ cha đưa tiền con đi mua đồ, vậy mà con chẳng tiền con đi chơi game, mà con chẳng tiền con đi mua đồ ăn. Con về con đưa, con chẳng tiền con đưa ít lại, con nói lời giả dối. Đồ mua có 50 ngàn mà con nói mua tới 70%. Nên có khi con đi học, con muốn xin tiền mua cái này mua cái kia, mà con lại viện lý do là mua sách vở, mua này mua nọ, nên con nói lời giả dối. Con nghe thầy nói lời giả dối là bị cắt lưỡi, thấy không? Hớt môi. Con sợ quá, mà thầy nói bây giờ chân thật sám hối đi nó hết. Nếu như mà không sám hối là nó mang cái nghiệp khổ dữ lắm. Nên bây giờ con xin sám hối với cha mẹ, từ hôm nay con nói lời thật thà, không dám nói lời giả dối với cha mẹ. Đó là điều thứ nhất. Còn điều thứ hai là gì? Các con không được tham lam của người ta. Con người mà tham lam là nghèo hoài luôn đó các con ơi. Cái quả báo của cái nghèo nàn là tham lam mà ra đó. Phật nói bố thí thì giàu có, mà tham lam thì nghèo nàn. Của người ta mà mình đi lấy cắp, cái nhân của nghèo nàn đó các con. Nên có nhiều người người ta quá khổ rồi, người ta còn đi ăn chợ ăn cắp nữa, thì cuối cùng thì người ta mạt tàn luôn. Tại vì sao? Vì cái nhân của trộm cắp là cái nhân nghèo nàn. Mà bây giờ nghèo thì nghèo, chứ bây giờ mình đi ăn trộm ăn cắp, mình đem về mình nuôi con, nuôi gia đình, thì cái gia đình mình nó càng tiêu tan thêm nữa. Tại vì mình làm vậy là cái nhân để cho con mình làm theo, cuối cùng là gia đình mình tiêu tan à, chắc chắn 100% luôn. Nên á, phải tập cho các cháu là từ khi còn nhỏ tuyệt đối cái không có lấy của người ta. Nhưng mà từ ngay trong gia đình, các con muốn lấy cái gì xài của cha, của mẹ hay của anh chị, các con đều phải hỏi qua, là từ ngay gia đình mình phải tập luôn. Từ cái gia đình mình phải đưa lên một cái quy mô sống ở trong nhà mình á. Nếu không mà nó tập thành thói quen trong nhà, nó ra ngoài là nó dính Iran à. Tại vì ngay ngôi nhà mình nó sống sao, nó ra ngoài nó sống vậy đó. Nên ngay ngôi nhà mà từ cha mẹ con cái mà tập được. Nên những đức nói cái lớp đạo làm con này nè, nó quan trọng cho người lớn được đi đến học. Tại vì con nít nó học xong mà người lớn gì làm ngược lại hết trơn. Cuối cùng nít nó nói: ủa cha mẹ tôi làm gì mà tôi làm theo chứ. Thấy không? Đó, nên cái người làm cha làm mẹ mà được đi đến đây học tập á, nó hay dữ lắm luôn. Những đức nói rằng trong cái thời cuộc nào cũng vậy quý vị. Cái sự hạnh phúc vẫn là phải đứng đầu, chứ không phải là danh tiền mà đứng đầu đâu. Cái danh lợi mà đứng đầu là quý vị mất hạnh phúc rồi, là quý vị không có tồn tại đâu. 100% luôn. Bây giờ như chùa mình mà người ta thích là ở đây là vì sao quý vị? Hạnh phúc. Rõ ràng luôn. Ví dụ như chủ nhật tuần nào người ta cũng đến, người ta ngồi nghe mình nói chuyện là vì hạnh phúc. Người ta lỡ người ta nghe, người ta vui là người ta lỡ đây nghe chứ thì sao? Phải nụ cười là hạnh phúc không? Cái gì? Đó. Rồi giữa con người đến với con người cho nhau cái bình an. Quý vị mà nghe đi, rồi quý vị áp dụng trong gia đình, quý vị sẽ thấy cái lợi ích nè. Quý vị coi cái số lượng con người ta đông gì, mà quý vị thấy đưa lên một chương trình gì làm nó cũng đầy đủ chứ bao giỡn đâu. Quý vị coi phải rõ ràng, từ nấu ăn đồ này kia quý vị coi phải đầy đủ không. Dù đông cỡ nào đông, nhưng mà quý vị có bao giờ thấy đến chùa mình mà nó thiếu đồ ăn không? Nên từ nơi đó, vì cái tâm như vậy nên chùa này đâu có thiếu đâu. Rồi dịp hè con cháu người ta đi đến đây nhiệt tình lo lắng luôn, không có nghĩ tiền bạc mà cứ nghĩ cho con cháu người ta được tốt, không phải nói con cháu ruột gì của mình. Nên những đức nói rằng nếu bản thân của chúng ta đi vô chùa này tu, mỗi một vị thầy, một chú hay là một cô nào vô đây tu, cái tâm mình mà dành cho người ta gì thì đối với gia đình mình sao tệ được. Nhưng quý vị mà nếu dành cho gia đình mình mà không dành cho người ta là quý vị thất bại.
Nếu như quý vị mà dành cho người ta là chắc chắn gia đình quý vị sẽ không bỏ đâu. Như gia đình những đức đố mà những đức bỏ, mà tại vì họ không có đức tu, họ không chịu tu, cần gì chúng ta đi quan tâm tới làm gì, hiểu chưa? Cái người ta đến dù người dân nước lã mình cũng nhiệt tình mình lo đó, tại người ta đến chùa mà, hiểu không? Nên mình đã học Phật rồi, mình tin rằng mỗi một con người gặp nhau trong cuộc đời này đều có duyên đặc biệt. Có khi mình sanh trong nhà mình mà lại mình đủ duyên sống với mọi người. Ví dụ như những đức có sống ở nhà bao nhiêu ngày đâu, rõ ràng không? Vậy thì mình phải thương yêu những con người gặp mình trong cõi đời này chứ. Đó, nên những đức nói rằng là các cháu phải có một cái tính là phải nhiệt tình, phải tập cái tính đó đi. Con trai con gái vô nhiệt tình là nhiều bạn, nhiệt tình là nhiều người quý mến, không nói vòng vo chứ. Nhiệt tình mà phải có trí tuệ kìa. Có những người sống trong cuộc đời này cũng có tâm nghĩa khí lắm, mà nghĩa khí nó không có đổi ra cơm cho mình ăn. Tại vì mình nghĩa khí không đúng chỗ, gặp thằng bạn ác cũng đi nghĩa khí nữa. Vậy thì mình chết cái chùm luôn, nói chuyện dẫn chơi. Tôi cũng nhiệt tình lắm, mà tôi nhiệt tình với những người đi đến đây tu, hiểu không? Đến đây là tôi nhiệt tình à. Đó, ví dụ như các bạn nhỏ đi đến đây không, nhiệt tình lo lắng cho các bạn không? Chiều nào ăn xong rồi là chuẩn bị đi vô nhà bếp coi có cái món gì không, bữa nay coi trái giải hay chôm chôm hay là xài hay cốc ổi mía rim, coi cái phải có tâm vị đó, thấy không? Bây giờ những đức làm điều này, những đức nói lên để làm chi các con biết không? Tập cho các con phải có tính đó, có tính quan tâm cho con người, không có quan tâm cá nhân, quan tâm chung á. Cái tâm mình vậy nên mình an lạc, mình vui. Chứ mình chỉ biết người thân con cháu mình không, con người mình không có đặc biệt đâu quý vị. Những đức nói với vị nghe chứ, đa phần con người mình tu hành nghe đạo phải mở cái tâm lượng ra. Trong đây sau này có những cháu đi làm ông chủ bà chủ sau này, ví dụ như các con thương con, các con thương cháu các con không à, mà lại không chịu thương con cháu, người ta làm công cho mình. Hành động đó là hành động không phải tiếp nhận giáo dục đâu. Cái hành động tiếp nhận giáo dục là một hành động gì biết không? Mình làm chủ, mình thương con mình quá trời luôn, còn người ta bằng tuổi con mình ta làm quá trời luôn, mình còn trả tiền lương ít, lại cắt xén sức lao động người ta nữa. Cái hành động này là hành động đúng là tổn đức tổn phước, rồi sự nghiệp nó tan tành. Nên phải thương con người ta ít gì cũng 8-9 với con mình. Vậy thì con mình sau này đi đâu cũng được ta thương yêu chứ nha. Quý vị nghe nhớ nha. Không thương con cháu người ta là con cháu mình sau này sẽ chịu cái quả báo là đi đâu cũng bị người ta không thương yêu đó. Nên từ nơi đó đó, các cháu mà còn nhỏ nghe gì ấn tượng những câu này nè, sau này nó làm chức phận gì, ông này bà nọ gì, nó cũng có góc độ thương người. Mình mà thương người là mình không có bỏ cha mẹ mình đâu, 100% luôn. Cái người mà thương người sao bỏ cha mẹ chứ. Còn cái người mà bỏ cha bỏ mẹ là không bao giờ thương người. Cha mẹ họ còn bỏ sao mà thương người được đó. Nên những đức nói với tất cả những người làm cha làm mẹ nhớ nè, con mình thương nhưng mà đừng bao giờ tạo cho con mình hư. Con nít là phải tập cho siêng năng nghe, những đức thấy rồi đó. Cái người lớn mà sống ở trong ngôi tam bảo mình mà người nào không siêng là người này không bao giờ thành công đặc biệt đâu quý vị. Cái người siêng năng nên Bác Hồ người nói là cần kiệm. Nó cần là siêng năng, tiết kiệm đối với bản thân nhưng lại mở rộng đối với người khác. Thì cái phước báo người này rất là lớn. Con người mà không siêng năng là khó mà tiết kiệm lắm. Thật sự mà nói, nên con người phải cần siêng năng. Nên con nít vô đây là sáng cái nó cầm chổi mà nó đi một hàng giống như là nó kéo quân đi đánh trận. Buổi sáng thì Đức đi, thì Đức thấy kéo nguyên một hàng đi. Mà các con thấy cái này, mà các con mà để ý các con thấy cái tuổi thơ các con nó có một cái gì đó nhân sinh lắm nghe. Những Đức nói rằng cha mẹ các cháu mà nếu mà nhìn nhận được đó nghe quý vị, con cháu mà nó ở được trong dịp hè, quý vị cho nó nuôi cái đầu óc trong dịp hè cho nó tỉnh lại đi. Ôi ôi, con người mà nhồi nhét học viết học khờ đó. Những Đức đã thấy nè, ở trong chùa những Đức thấy nhiều rồi kìa. Học đến bằng cấp này bằng cấp kia mà tự nhiên điên, tự nhiên ba trợn. Cái sở học đó hoàn toàn thất bại luôn, quý vị thấy chưa? Chỉ giúp cho cái đầu óc nó tỉnh lại, biết đâu nó vô trường nó học còn dữ dằn hơn nữa. Chứ đừng nói chuyện giỡn chơi. Khi con người mà
nó thu nhập được rồi mà tiêu hóa được á, thì con người này học mới giỏi. Con người mà nó thu vô mà nó không tiêu hóa được thì sao mà giỏi được. Nó bây giờ cái nhồi nhét mà nó không tiêu hóa được thì thua, nó nhồi nhét với khờ. Có nhiều đứa con mà vô đây mà những đứa nói nó còn xấu hơn mẹ nó nữa. Vì sao? Vì nó nhồi nhét không tiêu hóa, nên cuối cùng mặt xanh lè xanh lét. Nó, cái người mà tỉnh táo là do gì? Người ta tiêu hóa được á, nên con người ta cái đầu óc ta sáng lắm, tỉnh lắm. Quý vị thấy cả ngày những đức làm việc, quý vị thấy những đức lúc nào con người cảm giác nó có cái từ trường ngừng hực kia đó. Chứ nó không phải là cái kiểu mà như mà khực khờ. Bây giờ có nhiều đứa nhỏ mà bây giờ ở đây nè, thời gian này thấy không, mặt lanh rõ ràng luôn. Mặt đứa nào nấy tỉnh hết trơn luôn. Mà vậy mà về nhà tuần sau là mặt ngơ liền. Trời ơi, có người ta sao không nhìn ra chỗ này trời. Cả đời còn nhỏ xíu xíu mà chưa gì hết trơn là bắt phải suy nghĩ sự nghiệp rồi. Đố mà có cái sự nghiệp, đừng nói chuyện dẫn chơi. Học cho cố đi rồi sau này có hạnh phúc mới sợ. Không biết rèn luyện cái hạnh phúc là từ nhân sinh con người. Con người mỗi ngày phải có niềm vui, sống mới làm sao hoạt bát. Đặc biệt có niềm vui thì ai gặp cũng thích dân ha. Cái sự thành đạt là nó có từ nhìn con người đó mà ra đó. Nó, những đức thấy rõ ràng là xã hội bây giờ nhiều người nghe, nhiều người họ có sự nghiệp vì mà họ không có hạnh phúc đâu. Tại vì sao? Cái quy trình của họ là sự nghiệp nên họ không suy nghĩ hạnh phúc. Rồi toàn là suy nghĩ sự nghiệp không mà quên mất tiêu hạnh phúc. Bây giờ những đức hỏi các con nè, một gia đình chúng ta giàu thiệt giàu mà cha mẹ chúng ta ly dị, chúng ta vui không các con? Đó. Giàu thiệt giàu mà ly dị vui không? Các con đẹp, các con có tiền, các con có danh mà các con không có hạnh phúc, các con thích không? Những đứa hỏi các con, các con vô đây các con vui không? Nên thật sự mà nói quý vị, hiếm kiếm đâu có một cái môi trường sống này lắm mà làm công không nhiệt tình, hiểu chưa? Ở đâu mà ai mà làm thật sự quý vị, vì kiếm cả cái đất nước này luôn chắc cũng không có. Giỏi lắm người ta tổ chức một tuần lễ xong rồi đi về mất tiêu. Trong một tuần đó người ta kêu gọi người đến để sắp xếp phụ trợ, kêu Phật tử đến nấu ăn lo lắng này kia, rồi xong tuần xong rồi nghỉ đi về. Chứ không có cái chuyện mà vô đây ở trong đây rồi lo lắng gì đâu quý vị, không có đâu quý vị ơi. Nhưng mà những đức tin 100% rằng trong cuộc đời con người nghe, quý vị gieo nhân gì quý vị gặt quả báo nấy thôi à. Cứ làm cho tốt đi, nghe không? Đó. Nên những đức nói rằng á, có khi cha mẹ ở nhà không có biết đâu. Trời ơi, con người ta thông minh nhất là nhìn được sắc mặt người khác. Từ khi nó vô chùa và khi nó đi về, đa phần mấy đứa nhỏ này những đức nhìn nó sáng rõ ràng luôn. Những người làm cha làm mẹ không nhìn ra sao chàng? Chắc quý vị nhìn không ra đâu. Quý vị đi tu mới nhìn ra. Chứ cha mẹ mà tay lắm chân bùn mà lụi cụi đi kiếm tiền á, chạy vô đây rước về chứ đố mà nhìn mặt con mình á, không có thấy ra đâu quý vị à. Họ cặm cụi họ kiếm tiền không mà chính họ còn khờ. Sao họ nhìn người ta lanh? Người lanh mới nhìn được lanh, người khờ đố mới nhìn người khác lanh. Thấy chưa? Nhớ nghe. Cái người mà ta khôn lanh, người ta mà vui, người ta mới nhìn được người khác vui và buồn. Còn cái người mà mỗi ngày lù đù, có nhìn được cái gì đâu mà biết. Nên thật sự trong cái cuộc đời chúng ta, nếu chúng ta có được cha mẹ mình mà biết tu hành, mà tiếp nhận giáo dục, biết đủ thường vui, đúng là cái gia đình nó đúng là một gia đình hạnh phúc. Gia đình này quá hạnh phúc luôn, nói thật. Trời ơi, còn nếu mình mà gặp cái gia đình mà cha mẹ mình tay lắm chân bùn làm cằn cụ tối ngày mà không có ngày nghĩ đến niềm hạnh phúc của gia đình thì quý vị đang vô phước có một cái nhà đó đó. Tại vì ở trong ngôi nhà đó là một công cụ làm ra tiền chứ không biết sống hạnh phúc, thua. Nên mỗi tuần thứ bảy mà vợ chồng mà biết đó nghe, trời ơi, cỡ nào cũng đi vô chùa, từ từ người ta tin nhân quả chứ, dẫn vợ dẫn chồng dẫn con vô đây để mình được rèn luyện, vợ chồng được ngồi bên nhau,
tự nhiên nó trở lại cái thờ thơ ấu luôn. Nó đừng có cái gì cao xa cả. Con người ta cứ gì ngồi đây mà cũng suy nghĩ cái gì, bây giờ mà chạy tranh thủ về đang lo công việc kiếm tiền, ngày mai lo chuyện này chuyện kia. Quý vị thấy không, con người ta bù đầu bù cổ, người ta không thể nào nhìn ra được cái sự niềm vui nó mới thành đạt sự nghiệp, quên mất tiêu. Quý vị biết vì sao mà những đức biết cái chỗ này không, quý vị? Vì chính ngôi chùa mình nó không có một cái kinh doanh gì hết chứ. Mà tại sao mà có nhiều, bao nhiêu người đặt câu hỏi, bao nhiêu người đến đây gặp những đức nói tôi, con hỏi thật lòng thầy là thầy phải nhất định phải có một cái nguồn chi gì ghê lắm thì thầy mới làm được, chứ không có một cái nguồn chung chi gì chứ sao thầy làm được điều này. Mà con thấy rõ ràng luôn, con qua đây con thấy một ề, con qua bên Đại Tông Lâm con thấy một ề, con qua chùa mới con thấy một ề, nơi nào cũng đông ì ngồi tá lả ở bên chứ. Vậy thì mỗi ngày cái đầu vô của thầy đâu mà để cho cái đầu ra này dữ dằn vậy? Những đức nói cái đầu vô là Phật A Di Đà ngày ký cho 100% luôn. Quý vị thấy không? Quý vị để ý chỗ này là quý vị sẽ học được nè, các cháu nè, để ý nè con. Các con vô đây các con có bao giờ thấy thầy Những Đức mà than không có tiền không? Nhưng cha mẹ các con lại than không có tiền. Ở nhà có một hai người mà cha mẹ các con lại than không có tiền. Cứ là nói không có tiền hoài à. Mà có bao giờ các con vô đây nghe Những Đức nói không có tiền không? Này là 100% luôn mà, có bao giờ Những Đức than không có tiền đâu. Tại do vị than không có tiền nên nó không có tiền á. Còn đây Những Đức nghĩ rằng bây giờ có tiền thì cho các cháu xài đại đi, mua đồ cho nó ăn đại đi, còn ngày mai tiền ít thì ăn ít, còn bữa sau không có tính sao, suy nghĩ chi cho nó mệt thêm. Vậy mà ngày nào cũng gần 2.000 người tới sống trong đây bị coi, mà xác thực 100% luôn. Có nhiều người nói chọn thầy này em nói xạo quá ta, vô đây coi, nói được làm được mà xạo gì, chỉ nói được mà làm được mới xạo, đúng không? Vô đây quan sát coi thử coi, đi tìm ba ngôi chùa mà đi, quý vị coi kinh doanh gì. Máy nghe pháp là đặt giùm cho quý vị đó, hiểu chưa? Tượng Phật đồ đó quý vị coi á, đem gì á, một bộ là 1.000.000 đó, người ta đến người ta thỉnh bộ là 1.000.000 bạc đó, tặng không đó, quý vị coi phải không? 8-9 năm nay phải không? Đó, rõ ràng chưa? Rồi máy niệm Phật như Đức đang đặt 20.000 cái, 100 mấy, 20.000 cái như Đức đang đặt xong rồi để tặng cho lại lễ với Quan Âm đó, rõ ràng mà. Quý vị thấy chưa? Quý vị phải tin 100% Phật dạy, càng bố thí càng nhiều. Nhưng Đức làm thiệt mà. Bây giờ hỏi tất cả các cháu vô đây có đứa nào mà nó nghe những Đức than bữa nào không? Sáng nào những Đức cũng chồng ta cười quá trời luôn. Còn quý vị thì sáng mở mắt ra là gì? Nếu mà không biết tu, tranh thủ đi bà, nấu cơm tranh thủ. Sáng nay tôi đi là tranh thủ tôi đi làm á nghe. Có bao giờ mà nghĩ đến cái chuyện mà sáng vợ chồng con ngồi ăn cơm nhau, từ từ tôi nói chuyện, tôi kể chuyện cho bà nghe vui lắm. Rồi tối tôi nằm ngủ tôi vừa nằm mơ giấc mơ đẹp vô cùng đó bà. Có bao giờ mà như vậy không? Sáng lụi cụi tranh thủ, mặt mày bèo nhèo hết trơn, tranh thủ đang chạy xe đạp xem đá tịt đi, chồng sáng đẩy cái xe đa ra đạp hoài không, nó không có chạy, nó mù ri, nó bị mắc điện. Cuối cùng chồng đá xe chửi sùm, bà mẹ nói cái xe gì đâu mà nó không chịu chạy. Sáng mở mắt ra là chửi sùm hết trơn à, thấy không? Rồi bắt đầu là chồng lại nói bà đưa tôi vài chục ngàn coi, tiền, thấy phiền phức rồi, buổi sáng sớm rồi. Con lợ mẹ cho con tiền đi học, mày có tiền không mà nghe nè, cầm tiền đưa mà nè, có không? Sao nói gì cũng có chứ, ngộ ghê. Trong chùa không mà sao nói cái gì cũng nghe bon à, kỳ cục ghê, thấy chưa? Nên có nhiều bà tưởng đâu những đứa có thần thông. Sao trong chùa không mà có lợi nhà quý vị, sao nói cái gì cũng trúng, kỳ cục ghê. Quý vị thấy không? Mà làm quanh năm cực quá trời luôn mà nó không có. Không có là do cái gì biết không? Quý vị
đầu tắt mặt tối mà không biết gầy dựng hạnh phúc. Tại vì kiếm tiền đi đầu, hạnh phúc đi sau, thua. Phải hạnh phúc đi trước, tiền đi sau thì đậu. 100% luôn. Hạnh phúc mà nó đi trước đó nghe, là người trong nhà mình xài tiền gì cũng vậy, họ không muốn xài. Họ đều biết đủ hết trơn, họ không có chịu xài, không có chịu quậy phá. Tại hạnh phúc đi trước, nên họ hạnh phúc lắm. Mà hạnh phúc đã đi trước là người trong nhà mình, họ đi học nè, họ đi làm nè, họ đều tranh thủ họ chạy về nhà không à. Họ chạy về nhà không à, vì hạnh phúc mà họ chạy về nhà. Còn nếu tiền bạc đi trước, hạnh phúc đi sau, là họ có tiền họ sẽ đi chơi. Vì về nhà không có hạnh phúc nên họ đi chơi. Các vị biết đó. Trời ơi, dù cho nghe xã hội có phát triển gì phát triển, nhưng những đức tin chắc 100% ai không cần hạnh phúc. Nó, dù cho cái thằng này, con nhỏ này nó có đẹp cỡ nào đẹp chứ, chứ tao hỏi mày, mày cần hạnh phúc trước hay hay là mình cài mày cần cái gì? Không lẽ bây giờ mày cần tiền nhiều nhưng cuối cùng vợ chồng mày chia tay? Ai mà ham chỗ này chợ. Đã đến với nhau làm vợ làm chồng rồi, ai mà muốn chia tay nhau? Ai muốn ly dị? Mà vì sao bây giờ ly dị nhiều quá vậy? Vì kiếm tiền chứ. Cái tiền rồi mới hạnh phúc, nên cuối cùng có tiền thì chia tay. Đó, rõ ràng không? Nên cuộc đời con người, Nhân Đức nói với các bé nhỏ này nghe, thật sự không phải là cho các con đi lùi lại, nhưng mà Nhân Đức nói các con nếu mà khôn khéo một chút, chưa chắc các con thua người ta. Tôi không cần học nhiều, tôi học vừa vừa thôi, tôi để đầu óc tôi thoải mái. À, anh sự nghiệp lớn đúng không anh? À, anh cứ làm sự nghiệp của anh đi. Tôi rèn lại, tôi không có chơi cái môn này. Tôi phải để đầu óc tôi rảnh rang để cái sự suy nghĩ của tôi nó thông suốt. Ngày ngày tôi sống đặc biệt vô cùng. Cái thằng học giỏi hơn mình thấy ghê. Lâu lâu mình gặp nó, chào bạn. Cái thằng học giỏi nó hỏi, ủa lúc này bạn làm gì mà tôi thấy sao mà mặt mày vui dữ cái chợ? Làm ăn phát đạt hả? Này, có làm gì đâu. Mà sao mình hỏi, ủa sao lúc này thấy bạn xanh xao quá vậy? Quá trời học luôn, năm nay cố gắng để lấy cái bằng thạc sĩ. Còn bạn năm nay học năm thứ mấy rồi? Nói, trời ơi thứ mấy cái gì. Tôi mấy ngày nay tôi đi đang du thơ vì du sơn quảng thủy, đến chùa đi vòng vòng coi thăm mấy bà già đồ, thăm trẻ mồ côi đồ, thấy không? Rồi tôi nghe nói cái nơi đó là cái trại tâm thần, tôi đến tôi thăm chơi, đi vòng vòng để làm lai rai thôi à. Rồi tôi rảnh tôi đi thăm viện dưỡng lão, thăm viện mồ côi, đi thăm mấy cái chỗ mà trại tâm thần. Tôi đi thăm vòng rồi tôi thấy rằng cuộc đời này mình thấy mình hạnh phúc hơn nhiều người quá à. Nên mình phải làm sao nuôi dưỡng được cái tâm mình cho nó an lạc. Nên mình đem cái hạnh phúc của mình đi chia sẻ cho những người người ta đang thiếu thốn tình cảm. Nên tôi thấy lúc này anh thấy tôi, anh tưởng tôi thành đạt đúng không? Chứ tôi có giống ôm gì đâu thành đạt. Không thành đạt gì chứ á. À, làm vừa vừa không có làm nhiều. Nhà thì không có dư giả gì tiền nhưng mà ngày nào cũng cười chứ nha. Hai vợ chồng có khi cười cả ngày, ăn cơm ít xịt cũng no. Ồ, thấy thiền vị đó mà không đơn giản đâu. Người đó là người đại hạnh phúc trong cuộc đời này. Cho mà biết đó. Các vị biết rằng, trời ơi cái này là lối sống người xưa, người ta quá thông minh luôn. Người ta sống, người ta hạnh phúc quá trời luôn. Ai mà đâu mà tự nhiên cái xã hội phát triển, con người tự nhiên lao theo thành công cụ. Bây giờ vì coi có nhiều đất nước trên thế giới, cả giờ nghỉ cũng không được về nhà. Người ta cắt nhà tại trụ xứ làm việc, rồi cứ làm xong ngủ ở tại chỗ, không được về. Lâu lâu mới được về một chút, ghê không? Thấy quý vị thấy không, xã hội phát triển, con người ta viết trở thành một bộ máy kiếm tiền. Vậy thì cả đời làm bộ máy kiếm tiền hả? Không, tôi không làm bộ máy kiếm tiền. Tôi làm con người sống động. Con người sống phải có niềm vui, có sự hạnh phúc, có tình cảm đi gieo cho người, đi giúp cho người có niềm vui. Tôi làm vai trò đó được không? Cái vai trò đó là cái vai trò số 1 trong cuộc đời.
rõ ràng luôn, phải không? Tại sao những đức mạnh dạn nói chỗ này? Thì quý vị mỗi tuần chủ nhật quý vị về đây là biết rồi. Chủ nhật nào cũng về đây để làm gì ạ? À? Vui chứ làm gì? Đúng không? Không lẽ về đây để buồn? Về đây buồn, về đây làm chi ạ? À? Mà về đây vui cỡ nào, ít cỡ nào thì cũng nhiều hơn ở nhà nên mới lỡ. Nếu về đây mà buồn hơn ở nhà thì không có lỡ đâu. Chào bạn, bye bye. Không có cái chuyện đó đâu, hiểu chưa? Nên vui mới về đây nè. Nhà Đức hỏi các con, có con vui mới ở đây đúng không? Rồi các con buồn các con ở đây không? Buồn sao nó ở? Mà có nhiều đứa nó không đủ duyên, nó vô cái là đầu về liền à. Không chịu ở. Nên mấy đứa này là mấy đứa không tầm thường. À, thiện căn đặc biệt lắm á, người ta ở chùa. Mà có nhiều bé nó đòi ở một tầng xong rồi ở nữa. Mà ba kêu đi về, về học. Ghê không? Nó kêu ba vô đây ở ngày đi, tao không ở được chùa đâu. Nên mấy đứa mà con Phật tử các con cũng may mắn, cha mẹ các con hiểu nên cho con ở chùa lâu, đúng là mừng ghê. Nó bây giờ tôi chúc mừng cho những gia đình nào đừng có lao theo làm giàu, chúc mừng quý vị luôn, lao theo làm giàu. Số nó nghèo có muốn làm giàu nó cũng không giàu, còn cái số nó giàu không muốn giàu nó cũng giàu 100% luôn. Trong Phật giáo dạy giống như là cái kỳ cục ghê. Tin 100% cái số mà nó giàu là cỡ nào nó cũng giàu. Nó tin đi, chỉ cần mà sống thiện sống tốt là nó giàu. À, tự nhiên người ta đem lại tới miệng người ta đưa cho đó. Đừng nói chuyện dẫn chơi. À, còn cái số nó là cút khỉ quần cút khỉ, nó có cực le lử bây giờ nó cũng khổ nữa. Bây giờ mình mà sống trong cái gia đình mà chị em anh em mình nhìn đi, có những đứa em nó không có làm gì nhiều nhưng mà sao nó giàu, nó hạnh phúc phơ phới. Còn có những người chị anh mình làm trò ô còng lưng làm luôn, nhưng mà gặp cái là gì nè, ơi à, nó mệt mỏi gì đâu á, mơ đi xịt sâu về, mơ đi mần cỏ về. À, sống quý vị thấy không, nặng nề ghê không? À, nhưng mà có những đứa chị đứa em tự nhiên quý vị thấy không, sống phơ phớ thì thấy rõ ràng. Bây giờ học Phật mới thấy ô thì ra là phước phần của người ta sống nương nưỡng mà chồng nuôi ngon lành, còn mình làm còng lưng luôn mà chồng nó cứ chửi hoài, có không? Có, sao cái gì cũng có. Thấy chưa, rõ ràng quý vị. Nên từ nơi đó mà có phước thì có phần à, ha. Nên bây giờ các cháu mà nghe những đức nói nè, nói thật, không có được tham lam lấy của ai. Đã là không lấy của ai chân thì các con có giành giật của cải với anh chị em không? Giành giật của cải với anh chị em là xấu như con gấu. Các con nhớ, nghe chưa? Giờ còn nhỏ các con nghe con biết không? Biết thì sau này lớn là phải làm cho bằng được. Dụ như cha mẹ có hai căn nhà, một căn nhà to, một căn nhà bé. Mà bây giờ mẹ cha cho các con căn nhà bé, các con có dành căn nhà to không? Tại sao không dành? Ngu sao không dành? Tại mình hiểu nhân quả, cái phần nào của mình là mình nhận. Mà cha mẹ cho mình là được rồi, mình đi dành căn nhà to làm chi? Nhưng Đức hỏi các con này, anh chị các con được căn nhà to, các con có mừng giùm không? Nhớ nghe chưa? Nhớ đó. Đã mừng thì chân thật mà mừng giùm, hiểu không? Cha mẹ cho căn nhà nào nhận căn nhà nấy, cho mảnh đất nào nhận mảnh đất nấy, chia cho ai nhiều ai ít mặc kệ, vô tay mình bao nhiêu lấy bao nhiêu. Nếu mà con người có bản lãnh thôi, ba mẹ ơi, gia đình con cũng đầy đủ rồi ba mẹ, thôi cái phần này chia cho anh ba đi, con thấy anh ba anh khó khăn quá, con nhận thêm chi, nhà con cũng đủ sống rồi. Cái đứa này là cái đứa đại giàu, nó giàu nhất trong cuộc đời này, hiểu chưa? Quý vị biết rằng á, chính bản thân những đức nè, có khi mà díu Quan Âm đồ này kia, những đức thấy chư tăng mà người ta cúng dường cho tăng á,
Phật tử người ta đưa những đức, những đức kêu mấy anh em cầm cái bao thơ đưa cho họ. Mình thấy tự nhiên thấy họ tội nghiệp quá, mình đã có cuộc sống đầy đủ. Hiểu không? Có khi chương trình khiếm thị rồi này kia, thấy người khiếm thị mình cho thêm hết. Ai mà đi bòn cái đó làm gì? Nên từ nơi đó mà mình thấy mình sống hạnh phúc ghê. Nên những đức dạy cho các cháu có phận cần gì lo con ơi. Hiểu không? Đừng có đi giành giật của cải với anh chị em nghe chưa? Ồ cái này nó đau lòng lắm. Hiểu không? À. Ở dưới quê á, những đức thấy á, có những gia đình anh hai anh em sống kế bên. Còn nhỏ hai anh em á, nắm tay đi chơi ai mà ăn hiếp anh em mình là mình ra tay mình binh liền. Vậy đó mà lớn lên hai anh em ở kế bên, cha mẹ cắt cái nhà sát bên vách. Vậy mà thường là anh em ưa bắt hòa lắm. Ngộ ghê luôn, con gà của anh chạy qua cầm cái dao liền cái bích lụm gà vô luộc, con gà anh qua em dứt, gà của ai qua đây dứt à, chó của anh qua quýnh chó, tao ghét chủ tao ghét luôn chó được không, có không quý vị? Nó gì mà không có, thấy rõ chưa? Nó anh chị em sống chung với nhau còn nhỏ gì thương nhau quá trời, cái bánh cũng chia làm hai. Vậy mà sau này có vợ có chồng lại vì tiền vì vật chất mà anh em lại sức mẻ tình cảm. Những đứa hỏi các con sống vậy có vui không các con? Nhớ đó nghe, sống vậy không có vui đâu. Hiểu không? Ví dụ như mình có chồng hay là có vợ gì á, mà chồng mình vợ mình nó kích thích anh chị em mình đụng chạm, mình nói thôi đừng có nói mấy cái chuyện này, anh chị em mà làm vậy người ta cười thúi đầu á. Đi kêu gì làm chi vậy? Anh chị em cỡ nào cũng anh chị em ruột. Tôi với chị tôi ngày xưa đó từng là sống trong một mái nhà cùng mẹ cha sinh ra. Bây giờ ông sống với tôi mà ông kêu tôi đụng chạm với anh chị em tôi, hoặc tôi sống với bà bà kêu tôi đụng chạm với anh chị em tôi, bà là cái thứ gì à? Tát cái rụng găng bây giờ. Xanh mặt xanh mày liền, đừng nói chuyện dẫn chơi. Bà nói chuyện tầm bậy, kêu chồng mà đụng chạm với anh chị em, đúng không? Mình dọn cái, nói, bà mà từ đây tới mà nói như tôi lấy kiều tôi bẻ răng đó. Sợ không biết. Nói vậy cái là làm nè. Sợ bẻ răng. Những đứa qua đây và với mấy cô gì đứa nói nhiều chuyện nhiều điều tôi tán ấy, không còn cái răng cháo nghe chưa. Bà nào mà nói bụng cái mặt là sợ. Thấy chưa? Không, nó còn nhớ nghe chưa? Nó không có được mà giành giật của cải với anh chị em ra tò kiện cáo. Thôi chịu thua, thôi lấy đi, mệt quá. Kẹt quá lại chùa ăn cơm. Sợ gì? Nhớ đó. Rồi sống có lễ phép nghe không? Bây giờ sắp sửa về nè, mùa hè này sắp sửa đi về học nhiều lắm rồi đó. Nhớ lễ phép là cái quan trọng lắm, để cho người ta thương yêu đó. Đi vô chùa gặp quý thầy thì chắp tay, Ai Di Đà Phật cúi đầu. Ở ngoài đời thì gặp người ta, người thân gì, anh chị em gặp chào hỏi một tiếng. Rồi đi học về, thấy ông bà cô chú gì nói chuyện với cha mẹ mình, khoanh tay cúi đầu, dạ con chào cô chú, chào anh chị. Cái lễ phép đó mà người ta khen cha mẹ mình có phước. Con người mà thiếu lễ phép không ai có thương mình đâu nghe chưa. Đó, đó là ba cái điểm như Đức cứ nhắc hoài đó. Người lớn hay trẻ nhỏ gì cũng cần tiếp nhận chứ, thì lợi ích lớn dữ lắm. Những Đức nguyện tam bảo gia hộ cho mỗi người chúng ta được học tập gì nè. Gia đình mình được tốt đẹp và con người thương con người với nhau. Cái gì mình có phần thì mình có à. Đừng có nặng nề quá mà quên đi cái sự hạnh phúc của đời người. Con người sống hạnh phúc lớn nhất là niềm vui. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Ai không cười thì cuộc đời sẽ lỗ. Không cười là lỗ to đó, nghe chưa? Nó cười lên cái rồi. Bây giờ tôi đọc tên sinh nhật này nghe. Bữa nay sinh nhật 17 người. Nguyễn Lê Ái Như 8 tuổi. Nguyễn Thị Lý 8 tuổi. Nguyễn Thị Kim Thoa 13 tuổi. Lê Thị Thí Trang 9 tuổi. Võ Thị Diệu Thiện 11 tuổi. Nguyễn Thuận Phong 12 tuổi. Tô Nguyễn Thanh Ngăn 6 tuổi. Rồi Lê Thị Thanh Trúc 15 tuổi. Ngô Hoài Ăn 36 tuổi, Quỳnh Bích Duyên 38 tuổi,
chế Nguyễn Quỳnh Như 11 tuổi, Nguyễn Thị Chi 34 tuổi, Trần Quang 40 tuổi, Hà Trần Nhật Di 12 tuổi, Nguyễn Thị Kim Hằng 35 tuổi, Phạm Thị Phúc 66 tuổi, Phạm Thị Nhi 32 tuổi. Lên đây. Hết chưa? Nhớ nghe các con, sinh nhật là mình tưởng nhớ đến công ơn sinh thành của cha mẹ nghe, chứ không phải là chúng ta đòi quà của cha mẹ đâu. Nhớ sau này lớn lên á, nhớ sinh nhật của cha mẹ và nhớ sinh nhật của mình để mà gia đình sum họp, chứ đừng có nhớ sinh nhật của bồ bịch mà quên sinh nhật của cha mẹ, nghe chưa? À, đây là nhắc nhớ á. Vậy thì có phước à. Bây giờ ở đây mà mỗi tuần thứ bảy là có sinh nhật, những đức sẽ tặng quà cho là một cái máy niệm Phật và một con heo. Các con nhớ nè, các con đi học có dư tiền bỏ vào con heo này, rồi tới sinh nhật của các con mua cái bánh kem, gỡ cho cha mẹ của mình, cắt bánh sinh nhật ra đãi cha mẹ. Rồi lâu lâu các con có tiền cho con heo này, lấy tiền ra mua quà tặng cho cha mẹ của mình. Cuộc đời các con nhớ nè, có khi cả đời mình chưa bao giờ tặng quà cho cha mẹ mình đó. Nhiều người lớn ở đây coi chừng mình chưa từng tặng quà cho cha mẹ mình đó. Coi chừng một ngày nào cha mẹ mình chết đi, mình sẽ cảm thấy mình hối hận đó. Nên bây giờ những đức dạy các con nè, bỏ ống heo không phải đem đưa cho những đức, mà là có tiền đập con heo ra. Bắt đầu sao là các con coi coi mẹ các con đâu dép, hay ba các con đâu dép, các con mua cho mẹ đâu dép, ba đâu dép, cái món đồ mà gần gũi nhất, hiểu không? Thấy ba mình bằng cái quần đùi nhăn nhăn, các con là con gái đi mua cái quần đùi cho ba. Trời ơi, sau này biết lo cho chồng, trước nhất tập lo cho cha đi, rồi sau này để lo cho chồng, nghe chưa? Cái này hay lắm á, chứ không có giỡn đâu. Đừng có bỏ heo mà đem đưa cho tôi tặng heo không phải là bỏ ống đưa cho tôi đâu. Nên từ hôm nay ai mà đưa heo là tôi không nhận, nhớ, đưa heo là không nhận heo nữa, bắt đầu từ ngày hôm nay. Vì sao? Vì tôi tặng heo nhiều quá, không khéo người ta sẽ nói tôi cho heo để bỏ ống đưa cho tôi. Nhưng có một cách đưa mà được, bằng cách nào? Đập con heo điếm tiền xong hết trơn, con cúng dường tam bảo thì tôi nhận. Đưa heo tôi không nhận, hiểu chưa? Tôi đưa heo chứ không phải là để nhận heo, hiểu không? Nhận tiền thì được chứ không nhận heo. Không, cái này suy nghĩ kỹ ra cũng hay đó quý vị. Không khéo sau này người ta nói tôi là tặng heo cho nít để lấy tiền nè. Nên những đức dạy các con cái hay nhất là mua quà cho cha mẹ, đôi dép, đôi giày của cha, của mẹ, mua tặng cha mẹ. Nói câu nè, cha mẹ ơi, ngày nay con heo con đầy rồi, con cho ăn no rồi, con dành tiền này từng chút, ba mẹ cho con có được cái duyên này đi. Thầy dạy con, bữa nay cha mẹ cùng với con đi lợi siêu thị một chút, con coi coi đôi dép nào con mua cho ba, lỡ có tiền được được chút thì con mua đôi dép xịn chút, còn nếu tiền yếu yếu thì con mua đôi dép lào. Nhưng đây là món quà của con tặng cho ba nghe, món quà của con tặng cho mẹ nghe. Ôi ơi, đứa con này nó bắt cầu cho gia đình này hạnh phúc. Cha mẹ của con đâu có xa nhau được. Con nhỏ nhỏ nè, thường khôn nói gì nè, nắm tay cha, nắm tay mẹ, để tay cha vào tay mẹ, nói ba mẹ ơi, đời con mong mỏi, nhà mình dù nghèo cũng được, chỉ cần có cơm ăn áo bặn thôi cha mẹ à. Con mong làm sao cha mẹ hạnh phúc nghe. Con thấy các bạn cha mẹ chia tay nhau á, con buồn lắm, con không muốn cha mẹ có chuyện gì xảy ra đâu. Mỗi ngày con thấy cha mẹ vui, đó là hạnh phúc lớn nhất của đời con. Thôi các con nói gì đi các con, hiểu chưa? Nó chân thật mà nói gì đi nghe. Nhớ đó. Nên từ nơi đó mà bây giờ nè, còn câu này những đức nhắc nè, các cháu nhỏ con gái đây nè, với cha mẹ để ý chỗ này nè. Tuyệt đối con mình là con gái không có cho ngủ với cha, nghe chưa? Dù là nó nhỏ xíu thì được, còn ẩm bồng thì được, nhưng mà nó lên 7-8 tuổi tuyệt đối không có cho ngủ với cha, nghe chưa? Không có cho tập cái thói quen là ngủ với cha. Nó ngủ với cha sau này nó lớn lên nó cũng đòi ngủ với cha, hiểu không? Từ nơi đó tự quý vị khéo léo. Những đứa cũng nghe những việc nó không tốt, nghe rồi đó. Nên những đứa dạy các cháu nhỏ nhỏ này, các con lớn lớn gì tuyệt đối không có ngủ với cha, nghe chưa? Còn không có cho con trai
mà ngủ với mẹ. Từ khi nó còn ẵm bồng thì được, nhưng mà nó lớn chừng 10 tuổi đâu là không có cho ngủ với mẹ nữa. Vì con nít bây giờ điện thoại này kia đồ nó coi nó biết hết trơn rồi. Mà con 10 tuổi mẹ cũng còn trẻ lắm, có khi mẹ nằm ngủ nó nhìn mẹ thì sao. Từ cái tâm đó không tốt đâu. Đây là bài học những đức nhắc nhở tất cả người ở đây và những người khắp nơi nơi nghe được công đoạn này. Mình phải kỹ lưỡng một chút quý vị, lỡ chuyện gì xảy ra thì sao. Hiểu không? Con người ta nghiệp duyên nó đến bất tử không ai hiểu được đâu quý vị. Nên từ nơi đó quý vị nên góc độ nên sáng suốt một chút ha. À, bây giờ những đức tặng quà nè. Đây, sinh nhật tặng quà đây. Cái máy niệm Phật các con đi đâu cũng đeo nghe. Đeo máy niệm Phật là có phước lắm và thông minh lắm nè. Đó. Các bé gái này sau này bé nào cũng thông minh hết. Tuyệt đối hôm nay bỏ ống heo không có đem heo đưa cho tôi nghe. Tôi nói rồi đó. Không khéo sau này là bị mang tiếng. Dụ nít lấy tiền. Đây. Chi nữa hả? À. Thấy gia đình hạnh phúc không? Mẹ con gì sinh nhật, rồi bây hổm thì chồng sinh nhật. Sao không chờ tới bữa nay sinh nhật luôn lượt phức cho rồi. Thấy vợ chồng con rồi vô chùa thấy hạnh phúc ghê. Gì sống mà không chịu, sống mà đi sống khổ làm chi. Bữa nào rảnh rảnh là ở đây ăn cơm, hỏi nấu. Đây. À. Cái máy niệm Phật tặng các con quý lắm nghe, còn không? Hết hả? Rồi. À. Bây giờ nè, chúng ta chắp tay niệm 10 câu Phật hiệu nè. Mỗi người chúng ta đều hồi hướng cho cha mẹ ông bà của mình nghe. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam Mô 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh